Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại kênh Tôi Quyết Định. Thưa tôi xin bạn là cách xóa xác minh tài khoản của sử dụng bằng tay nhé, không phải sử dụng máy tính nhé. Của con máy Xiaomi Redmi 12C này, nó đang ở MIUI 13 nhé. Rồi ta sẽ tiến đi này. Ngôn ngữ thì các bạn, tôi sẽ đổi tiếng Anh cho các bạn dễ nhé. Rồi cái này thì các bạn chọn Ấn Độ cho mình nhé. India có in này. India Ấn Độ nhỉ. Rồi tôi sẽ tiếp tục nha. Vừa nãy thì tôi vào quên mất quay ghi hình đây. Ta sẽ đè hai phím tăng âm lượng giảm âm lượng để mở talkback này. Talkback on. Close này. Tắt talkback bằng. Rồi, ok. Back lại này. Back lại này. Back lại bắt đầu cái mục playback đây, có talkback nhá. Nếu bạn chưa có thì bạn back hẳn về từ đầu. Đó, bạn chọn India Ấn Độ nhá. Chọn về Ấn Độ nhá. Rồi chọn talkback này. Tiến này. Như đây tôi đã bật rồi nhưng mà tôi vẫn phải hướng dẫn cho bạn. Tích vào đây. Rồi. Skip này. Rồi bây giờ ta sẽ thêm mạng mới này, Anetbook này. Rồi ấn vào đây. Ta sẽ bấm vào Turn on Accessibility Setting. Như ở đây tôi đã Turn on nhé. Ta sẽ vào dòng Accessibility Menu. Bật nó lên nhé. Đây nhé, bật nó lên. Allow. Đầu ít đây, nó hiện ở đây này. Ta sẽ bấm vào đây. Mở Google Assistant. Open Setting. Opening settings. Đó, mình chỉ cần nói bằng tiếng Anh nhá, chọn bằng tiếng Anh với lại nó sẽ rất là dễ nhá. Đây, MIUI 13.0.8 nhá. Android 12 này. Rồi, với con này thì tôi đã kết mạng, kết nối mạng rồi nhá. Rồi ta sẽ tiếp theo, ta sẽ vào app này, vào cái app này, vào update này. Rồi, bấm vào cái kính group để tìm kiếm nhé. Kính group này. Tìm, ta chỉ chọn vào Next Keyword. Đó, nó sẽ ra cái này. Ta sẽ search cái từ khóa là Activity. Đây, Activity Launcher thì nó sẽ có sẵn ở đây nhé. Thì các bạn chỉ cần gõ chữ Activity nó ra này. Đây, nó là cái đầu tiên, nó có cái hình tên lửa đó. Bạn mở install. Yes này. Nó đang cài đây. Tôi đang ốm nên giọng nó hơi khó nghe nha các bạn. Cố gắng chịu khó quan sát theo mẫu nhé. Đó. Rồi. Open này. Ok này. Đó, bây giờ ta sẽ xét cái từ khóa là second. Đó, cách ra một cái nhé. Đây, nó sẽ là dòng này. Fingerprint này. Đó, các bạn ấn skip cho mình nhé. Nó ra cái hình này là ok này. Đó, nó sẽ ra cái. Bây giờ các bạn vào reset bật. Đợi nó hơi lâu một tí nhé, Xiaomi nó hơi lâu. Đó, ok rồi đó. Đây các bạn vào đây, những cái này nó vẫn còn đấy nhé. Vào setting này. Chỉnh ngôn ngữ nó về tiếng Việt hoặc bạn thích để tiếng Anh thì tùy các bạn. Vào đây. Vào ôn này, dòng thâu tất cả thông số này, bấm vào MIUI version này cho mình. Đó, nó có nhà phát triển nhé, để bật nhà phát triển này. Đấy, mình cần bay ra này, vào chế độ nhà phát triển nhé, các bạn kéo xuống cho mình.
vào cái dòng này, cài đặt bổ sung này, kéo xuống chọn là develop option này. Bây giờ các bạn mở OM cho mình. Bây giờ các bạn có thể reset factory reset này, hoặc là tùy các bạn debug lại cũng được nhé. Mình như thế này là xong rồi. Mình các bạn ESO data factory thì sẽ làm xong, sau nó lên bình thường là xong rồi. Ok nhé các bạn nhé. Nó báo là backup, kiểu mình đợi rất lâu dòng Xiaomi nó. Ok, thì các bạn đợi là xong nhá. Rồi vừa rồi mình vừa dẫn các bạn là cách thực hiện là xóa xác minh tài khoản Google của con máy Xiaomi Redmi MIC MIUI 13. Chúc các bạn thành công. Còn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.